Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày 9 tháng 7 2021. Như tiếng mẹ ru, à ơi, Chúa đang yêu con sáng chiều. À ơi, à ơi, như tiếng mẹ ru, à ơi, như Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày 9 tháng 7 2021. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, khẩn nài Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới, nhất là cho những người tội lỗi được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa, những người dính vào những tệ nạn xã hội như là cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, nhất là cá độ bóng đá trong mùa Euro này, mùa Copa America này. Xin cho mọi người được quay trở về với lòng thương xót Chúa. Lời Chúa trong bài đọc 150 sách Sáng Thế chương 46 câu 1 đến câu 7 và câu 28 đến câu 30. Bài trích sách Sáng Thế: khi ấy ông Israel lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Beersheba và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của cha ông là Isaac. Thiên Chúa phán với ông Israel trong thị kiến ban đêm. Người phán: Jacob, Jacob. Ông thưa: Dạ, con đây. Người phán: Ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Giuse sẽ vuốt mắt cho ngươi. Ông Jacob rời Beersheba. Các con trai ông Israel đã chở ông Jacob cha họ, đàn bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pharaoh đã gửi đến để rước ông đi. Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được ở đất Canaan. Và họ đến đất Ai Cập. Ông Jacob và tất cả dòng dõi ông cùng với ông, các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Ai Cập với ông. Ông Jacob đã sai ông Judah đi trước đến với ông Giuse, để ông Giuse tới Goshen gặp ông. Khi họ đến đất Goshen, thì ông Giuse cho thắng xe riêng lên Goshen đón ông Israel cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giuse bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu. Ông Israel nói với ông Giuse: phen này cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con và thấy con còn sống. Đó là lời Chúa. Mời anh chăm lặp lại câu đáp: người công trinh được Chúa thương cứu độ. Cứ tin tưởng vào Chúa mà làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sông yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phi chi toại lòng. Người công trinh được Chúa thương cứu độ. Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. Buổi gian nan họ không hề hô thẹn, ngày đói kém lại được no đầy. Người công trinh được Chúa thương cứu độ. Hãy làm lành lanh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều trinh trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Người công trinh được Chúa thương cứu độ. Trinh nhân được Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn nau bên Người. Người công chính được Chúa thương cứu độ. Alleluia, Alleluia. Khi nào thần khi sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Alleluia. Mời anh em mở Tin Mừng Thánh Matthew chương 10 câu 16 đến 23. Matthew 10 16 đến 23. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Thì vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì Con Người đã đến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 năm lẻ, chúng ta tiếp tục nghe câu chuyện của Thánh Giuse. Không phải là Thánh Giuse, nhưng mà của ông Giuse trong Cựu Ước và hình ảnh của Thánh Giuse trong Tân Ước. Cái cuộc đời của ông Giuse với cuộc đời của Thánh Giuse dường như nó cũng cứ ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh. Ông Giuse bị bán sang Ai Cập rồi thì biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Thánh Giuse của chúng ta thì cũng bị thử thách gian nan lắm, được gọi là cha nuôi của Chúa Giêsu. Ông Giuse vậy mà ông còn có đoạn kết ngon làm tể tướng Ai Cập, đúng không? Dẫu sao bền đỗ đến cùng được cứu thoát. Ông ấy bền đỗ, ông tín thác vào Chúa đến cùng thì cuối cùng Chúa dùng ông ấy để không những ông được cứu thoát mà qua ông ấy cứu thoát gia đình của ông mà cả dòng tộc ông ấy và một đất nước thoát khỏi cảnh đói. Còn Giuse, Thánh Giuse trong Tân Ước, anh có biết đoạn kết Thánh Giuse làm gì không? Chị có biết là Thánh Giuse chết ở đâu không? Ông có biết là Thánh Giuse chết năm nào không? Các thánh tông đồ còn có. Giuse không có, Đức Maria có. Còn Thánh Giuse không hề biết. Tới khúc mà cha mẹ tìm được hài nhi Giêsu lúc 12 tuổi, sao con để cho cha mẹ con phải lo lắng như vậy? Bố mẹ không biết rằng con phải lo việc cho cha con sao? Rồi Chúa Giêsu đi theo hai ông bà về vâng phục Nazareth cho đến khi lớn 30 tuổi thì ra giảng đạo 3 năm. Có đức mẹ đi theo, có đức mẹ đứng dưới chân thập giá mà không thấy Thánh Giuse đâu. Đấy, chương trình của Chúa là như vậy đấy. Thánh Giuse âm thầm lặng lẽ, không biết ông chết lúc nào, ông chết như thế nào và ở đâu không ai biết. Và cả cuộc đời của Thánh Giuse cũng chẳng làm cái gì lẫy lừng cả. Thế không có gì lẫy lừng không? Không hề có, không hề có luôn.
Còn Giuse Ít-ra đoạn kết cũng được làm tể tướng Ai Cập đúng không? Và ông còn được, ông còn rước bố ông ấy, tất cả anh em dòng tộc qua bên đất Ai Cập hết. Mà chúng ta thấy Chúa cũng lạ lùng lắm. Gọi Abraham đến đất hứa, xong bây giờ từ đất hứa gọi con cháu Abraham sang Ai Cập. Vậy là sao? Rồi nếu anh chị em theo dõi tiếp, xong là lại từ Ai Cập mà đi qua biển đỏ lại trở về đất hứa. Có đúng không? Chương trình của Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Chương trình của Chúa, thánh ý của Chúa, ai mà lường được, ai mà biết được. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa khác với đường lối con người bấy nhiêu. Mà Chúa nói với Phêrô, Chúa nói với các tông đồ là xấu ra khỏi ta, tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của ta, đường lối của ngươi không phải là đường lối của ta. Phêrô tiêu nghỉu, thầy bị bắt, bị nộp, bị giết, ai coi được là vì có chuyện đó. Không có đâu thầy ơi, mới thấy vinh quang trên núi Tà Bò thì kia thầy làm cho người chết sống lại, câm nói què đi điếc nghe mù thấy, nuôi bao nhiêu ngàn người ăn còn được, làm gì có chuyện đó đâu thầy. Cái suy nghĩ tính toán của con người nó hợp lý, phải không? Theo kiểu của con người. Nhưng mà đường lối của Chúa khác với đường lối con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa và đường lối của người nó cũng khác nhau bấy nhiêu là như vậy. Và chỉ những người nào bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát. Bền đỗ đến cùng là vẫn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, dẫu cho mình không hiểu đường lối của Chúa, dẫu cho mình cảm thấy tăm tối mịt mù, dẫu cho mình cảm thấy dường như là Chúa bất lực, dường như là Chúa ngủ quên, dường như là Chúa đi vắng, dường như là Chúa hết phép, dường như vậy. Và thế gian cũng dồn dập nghĩ như thế và làm cho ta muốn nghĩ như thế. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Abraham đã bền đỗ, Giuse bền đỗ, và ngày hôm nay đưa cả gia đình sang bên đất Ai Cập. Phải rời bỏ tất cả cái gì mình đã xây dựng. Như Abraham đã một lần, ta nói là ba lần dọn nhà bằng lần cháy nhà đúng không? Mà chúng tôi ở trong nhà dòng hoặc là trong trung tâm mục vụ, có cha mới về thăm nói chuyện, bảo cha bên chỗ đó làm sao. Bảo tôi về đó, tôi ở tới lúc tôi đi, bề trên cứ bảo tôi dọn nhà, dọn phòng khác, tôi không có dọn phòng nào hết, cứ ở cái phòng này thôi. Vì mỗi lần dọn đi nó vất vả lắm, đồ đạc rồi di chuyển rồi sắp xếp lại, nó mệt lắm, tôi không muốn dọn gì hết. Thì thường cái tâm lý của chúng ta cũng vậy. Trên trong nhà dòng hoặc là trong địa phận cũng vậy. Trong nhà dòng chúng tôi hồi xưa thì cứ năm có khi hai năm đổi lần chuẩn bị luôn tư thế là cho nó gọn gàng để mà ra đi. Thế bây giờ các cha, các giáo xứ cũng vậy, có chu kỳ, có nơi thì cha phó 3 năm hoặc cha xứ 5 năm đổi xứ khác. Ở đó mà đến 30 năm hoặc 40 năm hoặc có khi 50 năm thì đấy, Chúa tôi bảo đi giờ đi gì nổi, rễ nó mọc chặt lắm rồi, bứng cho nổi. Thôi để cho tới Chúa là ở cho đến khi mà ra đi bình an thôi, chứ còn đi chỗ khác chắc không. Bỏ đi về nhà hưu thì còn đau khổ cỡ nào. Nó khó là chỗ đó. Thế nên Chúa sai các tông đồ đi và mời gọi các tông đồ là không bao bị, không giày dép, không dính bén gì cả, để lúc nào cũng sẵn sàng ra đi trong niềm tín thác. Thợ thì đáng ăn lương, tin vào sự quan phòng, tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để bất kỳ hoàn cảnh gì nó xảy ra, ngay cả cái điều mà Chúa nói ngày hôm nay, ai mà chịu nổi. Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Tưởng được Thiên Chúa sai đi là ngon à? Hả? Như chiên vào giữa bầy sói. Bây giờ một số gọi là dòng thời sai, hay là những cha mà trong những dòng mà đi truyền giáo, có khi người Việt Nam rồi được sai sang Phi Châu, có khi sai sang bên Hồng Kông, rồi sai sang chỗ nào, xa lắc xa lơ, một đi không trở lại. Thì đến một nơi lạ hoắc lạ hô mà không biết ất giáp gì, nhất
sợ nhất là không có rành ngôn ngữ phong tục tập quán, khó lắm. Đi như chiên vào giữa bầy sói. Vì thế mà Chúa nói là anh em phải khôn như con rắn nhưng vẫn giữ sự đơn sơ như bồ câu. Cái thế cân bằng khó nhất là cái đó. Chúng ta khi thì thái quá, lúc lại bất cập. Có những người thì quá khôn, khôn lanh hơn rắn. Ở ngoài đời nó như vậy mà bên trong đời tu cũng khôn ngoan, tính toán khủng khiếp. Cũng chạy trọt, cũng bỡ đỡ, rồi cũng lo lót, rồi cũng đội trên đạp dưới, khôn như con rắn vậy. Khiếp lắm. Cho nên là cứ lên chức vù vù có khi như vậy. Tính toán hết, kiếm sứ nào, kiếm chỗ nào, post nào, vị trí nào, quen ai, tính toán hết. Nhưng mà mất cái chất đơn sơ như bồ câu. Đơn sơ như bồ câu là lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lãnh nhận nhưng không thì cho ban nhưng không. Thợ thì đáng ăn lương, đáng được thưởng. Và không bơ bị giày dép gì cả. Đơn sơ tín thác vào Chúa. Nhưng mà người, có người thì ngược lại, lại quá đơn sơ đến mức độ thành khờ khạo, ngô nghê, không còn có cái khôn ngoan như con rắn mà Chúa nói. Không phải quỷ quyệt, cái sự khôn ngoan tức là Chúa ban cho mình có một cái đầu, phải tập biết suy nghĩ, biết lựa chọn, biết tính toán như thế nào đó, cho nó hợp tình, hợp lý và nhất là hợp với thánh ý của Chúa. Chúa cho mình có cái đầu, phải biết sử dụng cái đầu. Mà không sử dụng cái đầu ngô nghê quá, khờ khạo quá, rồi để cho người ta lợi dụng, để cho người ta lừa, để mình trở thành cái người mà người ta sỏ mũi. Không được. Phải giữ cái sự cân bằng đó. Con cái Chúa. Vì thế Chúa mới nói con cái thế gian nó khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Vì con cái sự sáng đôi khi chỉ có sự đơn sơ như bồ câu mà lại thiếu cái sự khôn ngoan. Không sử dụng lý trí. Mà cứ sống theo tình cảm, đơn sơ hồn nhiên vậy. Ta nói sao cũng tưởng vậy, tin vậy, chết. Nhưng mà nếu mà khôn ngoan quỷ quyệt quá thì cũng không xong. Thì nó kiểu thế gian quá. Trời ơi, tu mà tính toán gì ghê quá vậy. Tu mà đối xử với nhau gì mà có vẻ thế gian quá vậy. Tu gì mà chơi nhau dữ vậy. Tu gì mà ăn bánh gato to quá thế. Ghen ăn tức ở, suốt ngày ghen ăn tức ở với nhau như vậy. Thì được cái gì? Đó thì Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Khôn ngoan như thế, đơn sơ như vậy. Và đi tiếp. Coi chừng người đời họ nộp anh em cho các hội đồng và đánh đập anh em trong các hội đường. Bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại. Những người đi loan báo tin mừng, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa là những người đi làm chứng. Làm chứng trước mặt người đời, trước mặt thiên hạ, trước mặt dân ngoại, trước mặt những người chống đối mình. Sẵn sàng đứng lên để làm chứng rằng tôi là người được Chúa xót thương. Tôi là người được quyền năng của Thiên Chúa che chở gìn giữ. Dám mạnh dạn làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và khi mình làm chứng như vậy thì nhớ rằng là không phải mình nói mà là Chúa Thánh Thần nói trong mình. Khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao, nói gì, vì trong ngày đó Thiên Chúa sẽ cho anh em phải nói cái gì, biết phải nói cái gì. Mình có dám tin vào quyền năng lòng thương cho Chúa không? Ừ, tôi sợ lắm, có người thôi thôi, sự trải thôi, hoàn cảnh nó khó khăn thì mình nghỉ đi. Mày mốt thì nó êm thì mình làm. Lúc khó khăn thì cần phải đi loan báo lòng thương xót Chúa thì lại nghĩ là thế nào. Còn lúc đó bình an, lúc người ta không cần thì mình làm nghĩa là sao? Phải không? Cho nên là có người bảo sao mà trong lúc khó khăn này mà cha vẫn làm được. Tôi nói rằng vì tôi tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa cho nên là trong năm 2021 mà có tập 1 radio bài giảng lòng Chúa thương xót, có lời Chúa truyền đạo truyền đời sống đúng sống đẹp. Rồi đến đúng 6 tháng sau, lúc mà căng nhất, khó khăn nhất, thử thách nhất thì Chúa lại cho
Lòng thương xót Chúa Radio bài giảng tập 2 có thêm tản mạn cuối tuần. Ngoài lời Chúa mỗi ngày, sống đúng, sống đẹp và chuyện đạo, chuyện đời. Anh chị em nghĩ thử coi, có phải là Chúa làm không? Có phải Chúa làm không? Mình cũng phải biết tính toán, phải khôn ngoan, nhưng mà đơn sơ để cho Chúa liệu cho mình nữa. Không có tính toán hơn thiệt, không tính toán lợi lộc. Có những người, tôi gặp một câu chuyện rất là dễ thương. Anh cũng đi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, rồi lấy cái Facebook là cho Trần Đình Long, cho du xe lắm, Trần Đình Long. Mới đầu thì hăng lắm, loan truyền lòng thương xót Chúa, tạo được một cái nhóm cả mấy chục ngàn người. Rồi bỗng một hôm, có người ma quỷ nó xúi bẩy thế nào đó, mà có người gửi tiền cho anh ấy. Họ tưởng là Cha Long mà, gửi tiền cho anh ấy. Anh nhận, có đồ máu nó nổi, tham nó nổi lên, nhận hai lần được số tiền khá lớn. Mà khi nhận cái số tiền đó rồi thì cái người mà gửi phát hiện ra là anh là giả mạo tôi. Mới nhắc nhở anh là không nên làm như thế. Đó là tiền để mà lo bác ái, chứ không phải để cho cá nhân nào lợi dụng như thế. Nhắc nhở nhé, quay về với lòng thương xót Chúa đi. Tưởng là nói vậy thôi, đồng tiền mà nó liền khúc ruột khó người ta bỏ ra. Vậy mà mới tuần rồi tôi nhận được một cái email mà tôi đọc xong tôi thấy xúc động vô cùng. Thấy nổi cả gãy ốc lên vì thấy quyền năng lòng thương xót Chúa mạnh. Trời, con đã làm như thế và bây giờ con quyết tâm quay trở về. Và Chúa đã thương cho con làm ăn được, con góp đủ cái số vốn này con xin gửi lại để Cha làm bác ái trong mùa Covid này. Để tâm hồn con thanh thản, vì con đã làm công việc lừa dối. Người ta lạm dụng danh Cha để lấy tiền, tâm hồn con không yên ổn được lúc nào, ngủ không ngon, mà làm cái gì cũng không xong. Con hối hận quay trở về, Chúa cho con làm ăn được, có đủ số tiền con gửi lại để Cha làm bác ái trong đúng mùa Covid này. Anh chị em nghĩ thử coi. Thấy không ạ? Mình dám tin vào Chúa như vậy hay không? Có nhiều người lợi dụng, tôi bảo không xong đâu, không ổn đâu. Không ổn đâu. Cho nên là đừng có sợ người ta lợi dụng, vì Chúa biết con người ta yếu đuối, cho nên Chúa sẽ đánh động, tác động để con người ta không có để cho ma quỷ nó lôi kéo nữa. Nhưng mà mình cũng nhớ rằng mình phải làm việc cho Chúa thì vẫn phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Hai cái đó phải giữ sự quân bằng. Thì chẳng có gì để mà sợ. Chẳng có gì để mà sợ. Đi bước thứ ba. Không những nói như vậy, ở bên ngoài nó đe dọa mình, lôi đến trước mặt vua Chúa quan quyền, trước mặt thế gian đe dọa, mình phải làm chứng. Nhưng mà ta gọi là thù trong giặc ngoài. Đấy là mới có giặc ngoài. Còn thù trong là gì? Đi vào con đường lòng thương cho Chúa, đi vào con đường báo tin mừng là anh nộp em nộp anh cho người ta giết, cha nộp con cái đứng lên chống lại cho mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Đấy, mọi người thù ghét, tức là cả bên ngoài lẫn bên trong, cả ngoài đời lẫn trong đạo, ta thù ghét mình. Và giặc ngoài còn biết được mà chống, thù bên trong biết đâu mà dễ à? Đúng không? Những người mà cùng ăn một chén với ta lại giơ gót đạp ta, Chúa Giêsu nói. Người ấy là ai? Giuđa cầm lấy chén nhúc chấm bánh. Này, làm gì làm đi. Chính người đệ tớ của mình, người đệ tử thân tín của mình lại bán đứng mình. Chính những người mà trong cộng đoàn mình lại phản mình, gia đình của mình lại là kẻ thù của mình. Người lắm chứ thường chị em đâu có đùa. 10 năm đi vào lòng Chúa thương xót, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, mỗi người chúng ta, chính bản thân tôi cũng cảm nhận thấy điều đó. Bên ngoài thì bên giặc, giặc ngoài, bên trong thì là nội bộ, những kẻ thù, bây giờ tôi gọi là nội gián. Biết chữ nội gián không? Gọi là gián điệp nhị trùng,
đi vào với mình, nhưng mà lại là để mà theo dõi mình, để mà bán đứng mình. Cái đó mới đáng sợ nhất, cái đó, nội gián. Được kẻ thù nó gài vào bên trong cộng đoàn để nó phá hoại mình. Mà mình vẫn không biết, anh em vẫn vui vẻ với nhau. Và chính đó lại là kẻ bán đứng mình. Mọi thông tin, mọi cái gì của mình họ biết, đưa bán hết. Khi người ta bắt vớ trong thành này thì trốn sang thành khác. Chúa cho phép mình như vậy, có sự khôn ngoan như thế, chứ không phải cứ đương đầu cho người ta muốn làm gì ta làm. Vì Chúa còn sử dụng mình. Còn khi nào mà Chúa bảo được rồi thì lên đoạn đầu đài. Còn bao lâu Chúa còn sử dụng mình thì nếu người ta đánh thành này thì chạy sang thành khác. Phải có cái sự khôn ngoan như vậy. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì anh chị em nhớ, các bạn nhớ, giữ luôn luôn thế cân bằng là khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Khôn ngoan để biết sử dụng lý trí, biết tính toán thế nào cho hợp tình, hợp lý và nhất là cho hợp với đường lối của Chúa. Vì đường lối của Chúa không phải là rõ ràng như 2 với 2 là 4 mà ta có thể thấy được. Mà đường lối của Chúa ta không thấy một lúc. Ta phải cầu nguyện rồi khám phá từ từ, từ từ. Chúa dẫn ta từng bước, từng bước. Qua những khó khăn, những thử thách, thù trong giặc ngoài, chấp nhận như vậy, ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chuyện đạo chuyện đời thứ sáu mùng 9 tháng 7, Thánh Augustino Giao Rong và các bạn từ đạo Trung Hoa. Hãy về làm hòa với nhau như khi ta làm hòa với Chúa. Hãy về nhận lỗi xin mình để được Chúa yêu thương hết tình. Chuyện đạo chuyện đời thứ sáu mùng 9 tháng 7, Thánh Augustino Giao Rong và các bạn từ đạo Trung Hoa. Ngày hôm nay, Giáo hội cử hành thánh lễ
tôn kính các vị tử đạo Trung Hoa. Các ngài là những người đã nêu gương anh dũng trong đời sống đức tin Kitô giáo dọc theo lịch sử của đất nước này. Thánh Augustino Giao Rồng đã anh dũng tử đạo để minh chứng đức tin. Là một trong số 122 tín hữu Công giáo đã hy sinh suốt từ năm 1648 đến năm 1930, gần 300 năm. Vào năm 1815, có một vị giám mục tên là Joan Gabriel Dufresne bị bắt. Lúc ấy, việc thực hành đạo Kitô bị coi là một hành vi chống lại luật lệ của đất nước Trung Hoa, phạm pháp. Một anh lính Trung Hoa lúc đó là người mà phụ trách canh giữ giám mục Dufresne. Anh ta khi mà canh giữ được giám mục thì anh ta rất đỗi khâm phục bởi sự bình thản, kiên nhẫn, đạo đức và đầy lòng thương xót của vị giám mục này. Anh lính Trung Hoa là một người gác ngục. Sau khi giám mục Dufresne bị giết thì đã xin gia nhập giáo hội Công giáo. Anh được chịu phép thanh tẩy và nhận tên là Augustino. Sau này Augustino gia nhập chủng viện và học làm linh mục Augustino Giao Rồng. Thụ phong linh mục không bao lâu thì Augustino cũng bị bắt vì mình là người Công giáo. Người ta đã tra tấn Augustino rất là ác liệt, dữ dội, để cho Augustino phải chối bỏ niềm tin của mình. Thế nhưng, những đau khổ ấy lại chỉ giúp cho Augustino Giao Rồng thêm can đảm và xác tín hơn vào niềm tin của mình. Augustino Giao Rồng bị lên án tử và tên ngài được ghi vào danh sách các tín hữu Trung Hoa anh dũng đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho niềm tin của mình. Danh sách các vị anh hùng tử đạo Trung Hoa bao gồm 76 giáo dân, một số em thiếu nhi thậm chí mới có 7 tuổi, 8 chủng sinh, 24 linh mục và 6 giám mục. Trong số này có 88 vị là người gốc Trung Hoa và 34 vị khác là các nhà truyền giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng các vị đã nhận Trung Hoa là quê hương của mình. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta noi gương Thánh Augustino Giao Rồng và các bạn tử đạo Trung Hoa. Như các ngài, xin Chúa đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót cho anh chị em can đảm sống niềm tin của mình một cách vui tươi, dù đôi khi không dễ dàng gì, nhất là lúc bị bách hại hay là trong hoàn cảnh này đang bị không ai khác là virus corona bách hại. Chúng ta thấy lịch sử truyền đạo bên Trung Hoa và bên Việt Nam có cái gì nó giống giống nhau, đúng không? Bên Trung Hoa cũng suốt 300 năm bị cấm cách. Rồi các anh hùng tử đạo cũng là những người bản xứ hoặc là các vị thừa sai từ các quốc gia khác đến truyền giáo ở Trung Hoa, nhận Trung Hoa làm quê hương, làm đất nước thứ hai của mình và chết vì niềm tin của mình ngay trên đất nước Trung Hoa. Nhà cầm quyền coi việc đi theo Đức Giêsu, tin vào Đức Giêsu là người Công giáo là chuyện bất hợp pháp, cho nên họ bắt phải bỏ đạo. Augustino Giao Rồng và các bạn tử đạo đã cương quyết giữ vững niềm tin của mình, giống y như trường hợp ở Việt Nam. Các thánh tử đạo cũng bao gồm giám mục, linh mục, tu sĩ rồi giáo dân cũng bị nhà cầm quyền bắt phải bỏ đạo, và các ngài cũng cương quyết giữ vững niềm tin của mình, cũng bao gồm các thừa sai từ những nước khác đến.
Việt Nam, Trung Hoa giống nhau trong cái hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên bây giờ bên Trung Hoa thì việc với đạo còn khó khăn hơn nhiều. Bây giờ họ vẫn tiếp tục bách hại đạo Công giáo của mình. Những ngôi nhà thờ bị hạ cây thánh giá xuống, rồi treo cờ lên. Rồi những linh mục nào mà trung thành với tòa thánh thì bị bách hại, bị tù, phải trung thành với cả nhà nước nữa cơ, gia nhập hội yêu nước nữa cơ thì mới được chấp nhận. Nhiều nhà thờ bị đóng cửa và chỉ được phép mở cửa khi nào mà vị linh mục ấy nằm trong hội yêu nước. Và rất nhiều linh mục, tu sĩ cũng như giáo dân vẫn còn đang là sống cảnh tù đầy, hầm trú và lén lút. Rồi có khi bắt phải học thuộc lòng những cái giáo điều ngoài đời rồi mới được học giáo lý, vân vân. Rất nhiều cái khắc nghiệt, rất là khó khăn, hạn chế và thử thách vô cùng. Bây giờ chính những anh chị em Công giáo ở bên Trung Hoa đang là những người phải sống tử đạo dưới một hình thức mới, một hình thức mới tinh vi hơn. Và không ai cho rằng đó là cấm đạo. Không cấm đạo, chỉ có khó khăn thôi, ai cấm đâu. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta thấy rất tiếc. Tại vì với con số mà hơn 1 tỷ người, mà số người Công giáo ở bên Trung Hoa rất rất ít, đã rất rất ít thì chớ mà lại còn bị bách hại, còn bị cấm đoán, còn bị khó khăn mọi thứ thì làm sao mà phát triển nổi. Ấy thế nhưng mà những người Công giáo đó vẫn cứ cương quyết trung thành. Và biết đâu những hạt giống đổ xuống, gieo xuống lòng đất để làm máu từ đạo sinh đạo, cho cầu nguyện một ngày nào đó, mà nếu con số cả tỷ người như thế mà họ trở lại đạo thì anh chị em biết là đạo Công giáo sẽ mạnh như thế nào. Ngày hôm nay có một thứ cấm đạo mới, tự động mọi người phải ở nhà, không được đi lễ nữa, không được sinh hoạt tôn giáo nữa, không được họp hành ca đoàn tập phát giáo lý gì nữa. Anh chưa biết là ai đang cấm đạo? Ai? Không ai được đến nhà thờ, xưng tội cũng không được luôn. Ai? Corona. Corona, virus corona. Bây giờ ý như là cấm đạo nhưng mà chẳng ai cấm cả, tự mình phải giữ thôi. Em thấy nó còn nguy hiểm hơn nữa đó. Và nếu mà riết 2 năm rồi kéo dài mãi thì có nhiều gia đình bảo bây giờ chẳng buồn đi lễ, chẳng đọc kinh, chẳng gì nữa thôi, họ cứ sống buông luôn, coi như là tuột dốc luôn. Nhưng mà cũng có những gia đình mà nhờ vậy thì lại gắn bó với nhau nhiều hơn. Có người nhắn thư gia cho con biết là mỗi ngày gia đình con họp nhau đâu, muốn đọc một đoạn lời Chúa thì đọc ở chỗ nào, lấy ở đâu cho nó phù hợp. Vậy thưa anh chị em rằng là mỗi ngày chúng tôi đều đọc lời Chúa, rồi có đặt lời Chúa lên để cho anh chị em vừa nghe vừa nhìn luôn câu lời Chúa đó, đoạn lời Chúa mỗi ngày. Và chúng tôi cố gắng là liên tục từ thứ hai đến chủ nhật, dù ngày lễ trọng đó có bài đọc riêng thì chúng tôi dời sang cái sông truyền đạo truyền đời, còn lời Chúa vẫn cứ từng ngày để nó được liên tục nối kết với nhau một mạch từ thứ hai đến chủ nhật. Và anh chị em nếu mà nghe lời Chúa thì có thể thấy được câu lời Chúa chúng tôi đưa lên trên màn hình. Anh em chúng tôi cố gắng làm như vậy, rồi cố gắng làm cả đáp ca, làm cả bài đọc một nữa, cố gắng hết sức để chúng tôi thuận lợi làm việc đó. Và rất là vui, rất là mừng khi mà những gia đình đó đã nói lên được cái điều đó, chứng tỏ rằng là virus corona đâu có cấm đạo được. Đạo ở trong tâm của mình và thể hiện bằng bất cứ hình thức nào, nếu mình có đạo trong trái tim mình thực sự.
còn có những người thì lấy cớ là đạo tại tâm, chả đi lễ, chẳng nhà thờ, chẳng đọc kinh, chẳng làm gì, hỏi thì cứ đạo tại tâm, hỏi tâm có đạo không, đó mới là vấn đề. Nếu tâm anh có đạo thì anh sẽ phải biến thành hành động. Cũng như nói, anh có yêu em không? Anh yêu em lắm. Ui rồi, còn ai ngoài em nữa? Mà mỗi vậy thôi, sinh nhật cũng chẳng biết, bốn mạng cũng chẳng biết. Rồi trắng hay nó hỏi han nói chuyện gì, anh yêu em lắm. Sao vậy? Yêu trong trái tim của anh. Miệng, cái miệng anh thì có, cái tim nào mà có. Thì nếu yêu thực sự thì phải diễn tả cái tình yêu đó ra chứ, có đúng không? Đúng không anh? Anh ngồi với người yêu anh, liệu anh có cột tay anh lại thì mới không ôm, chứ còn không thì ôm ngay, chứ còn gì nữa mà không ôm. Nếu mà yêu thật, đúng không? Còn nếu mà không yêu thì em đứng chờ như đá. Yêu tại tâm, đạo tại tâm, đấy. Vì chúng ta qua một vị thánh thứ hai là thánh nữ Veronica Giuliani, mừng vào ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày thứ bảy, 10 tháng 7. Nhưng mà thứ bảy thì chúng tôi không có chuyện đạo chuyện đời mà có tản mạn cuối tuần. Cho nên để anh chị em không bị mất một thánh nào, mời anh chị em lắng nghe câu chuyện của thánh Veronica Giuliani kính vào ngày mùng 10 tháng 7. Thánh nữ Veronica Giuliani sinh tại nước Ý vào năm 1660. Ngay từ thiếu thời, thánh nữ đã ham ước sống cuộc đời thánh thiện. Dù cho thân phụ muốn Giuliani kết hôn, nhưng năm lên 17 tuổi, Giuliani đã xin vào dòng nữ Cappuccino và ngài nhận tên là Veronica. Năm 37 tuổi, Veronica bắt đầu cảm thấy có sự đau đớn ở trong thân thể mình. Đó là những thống khổ mà Chúa Giêsu đã chịu trong suốt cuộc tử nạn đau thương của người. Sau đó, Veronica được nhận 5 dấu thánh của Chúa Giêsu: 2 dấu trên tay, 2 dấu ở chân và 1 dấu ở cạnh sườn. Đức giám mục địa phận sau khi điều tra về các vết đinh ở tay và chân của Veronica đã tuyên bố đó là tặng ân siêu nhiên của Thiên Chúa dành cho Veronica. Nữ tu Veronica đã tận hiến đời mình để sống chiêm niệm và cầu nguyện. Veronica cũng nhận một nhiệm vụ quan trọng là tập sư. Với cương vị tập sư, Veronica hướng dẫn các nữ tập sinh trong tu viện suốt 34 năm trời trong chức vụ này. Rồi chị em trong dòng chọn Veronica làm bề trên, và Veronica đã hướng dẫn hội dòng suốt 11 năm sau cùng của cuộc đời mình. Lúc về già, cha giải tội của thánh nữ Veronica trao cho ngài nhiệm vụ ghi lại những kinh nghiệm thiêng liêng. Veronica Giuliani qua đời ngày 9 tháng 7 năm 1727 và được phong thánh năm 1839, được coi là một trong những nhà thần bí lớn nhất của thế kỷ thứ 18. Thưa anh chị em và các bạn, thánh nữ Veronica Giuliani rất trung thành trong việc chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô. Cách tuyệt hảo nhất để thực hiện lòng trung thành này là năng đọc sách về cuộc khổ nạn của Chúa trong Tin Mừng. Và điều cụ thể với những anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa thì Chúa nói là mỗi 3 giờ chiều nghe chuông đổ bất cứ ở đâu, còn hãy dành ít phút để dìm mình vào cuộc khổ nạn của ta, suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa 3 giờ trên thập giá, 1 phút thôi cũng được, để hiệp thông với đau khổ của Chúa. Và trong cuộc sống của mỗi người, có những người bảo trời ơi mới thánh ngon quá, được Chúa cho y 5 dấu thánh, mình mới một cái khi mà đâm là cái làm ngoại quái này. Không phải là 5 dấu thánh là để cho nó đẹp, không phải, mà đau thực sự á. Như là piêu 5 dấu, thánh piêu 5 dấu bắn máu chảy ra. Anh chị em tưởng tượng là không phải là người ta bôi đóng kịch như là trong phim, không phải là đóng kịch, không phải là đóng phim, nhưng mà là thực sự trong cái thân xác mình chịu đựng 2 dấu ở tay, 2 dấu ở chân, 1 dấu cạnh sườn, đau đớn.
mà chiên miên suốt. Năm này qua năm khác, anh có muốn không? Muốn không? Chị có muốn không? Và thứ ra cho con giấu thôi. Chơi chứ năm giấu, chơi gì một giấu làm gì. Thì thưa anh chị em, mà ngày hôm nay chúng ta cũng thông phần đau khổ của Chúa bằng nhiều cách khác nhau, không cần phải là được năm giấu. Nhưng mà mỗi lần mình chịu đau khổ, bị thiệt thòi, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị bỏ vạ cao gian, bị ghen tức, ghen tị, vân vân, đấy là mình đang thông phần đau khổ với Chúa đấy. Là những dấu đanh mình chịu mỗi ngày đấy. Mỗi lần một lời phê bình, một lời chỉ trích, như là những lưỡi đòn, những vết dao đâm vào trái tim mình đó. Có nhiều cách. Và nếu mình chịu cái đau khổ đó trong việc kết hợp với Chúa Giêsu khổ nạn, thì xin ơn đức cho mình. Mà cũng cái đau khổ đó mà mình không chấp nhận, mình bất mãn, mình kêu ca, mình trách móc, mình hận thù, mình nuôi đầy lòng căm tức, thì cái đau khổ đó chẳng đem lại ích lợi cho mình, mà nó càng làm cho mình dìm cuộc đời của mình vào trong vũng tội, xa lìa Thiên Chúa mà thôi. Đau khổ tự nó không có giá trị, nhưng nếu mình biết đón nhận đau khổ đó như thế nào thì đau khổ đó mới có giá trị trong lòng thương xót của Chúa. Amen. Yêu thương là tha thứ, yêu thương không hề chất cứ, yêu thương xóa mọi hận thù, yêu thương đến tận ngàn thu. Sống đúng, sống đẹp. Thứ sáu, mùng 9 tháng 7, 2021. Tôi vui sao? Tôi vui sao khi được vào nơi cùng thầy. Tìm con thân con, tìm con biết con học bài ca con học bài tân ca. Con ta tình ngay, con ta làm đời mãi mãi không đời mãi mãi không thôi. Vinh danh muôn đời, vinh danh mở cho con luôn. Sống đúng, sống đẹp. Thứ sáu, mùng 9 tháng 7, 2021. Thưa anh chị em, chuyên mục Sống đúng, sống đẹp hôm nay thứ sáu, mùng 9 tháng 7 xin phép được bắt đầu vào một chuyên mục mới mỗi ngày thứ sáu với tựa đề là Sống đời chứng nhân. Sống đời chứng nhân đây là những con người, có thể họ là người Việt Nam, họ là người Mỹ, người Úc, người nước ngoài, hoặc là anh chị em dân tộc. Sống đời chứng nhân đây là những người đã qua đời hoặc còn đang sống. Sống đời chứng nhân đây là người Công giáo hay là những người tôn giáo bạn, là những người thường nhân hay là thánh nhân. Anh chị em sẽ gặp gỡ những người đó và ước mong rằng qua tiết mục Sống đời chứng nhân này, chúng tôi sẽ được đón nhận anh chị em gửi đến cho chúng tôi những chứng nhân giữa đời thường. Ngày hôm nay, họ đang sống và thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào? Họ đang sống tin mừng ra sao? Mà có thể họ chưa biết Chúa, nhưng họ sống như lời Chúa dạy.
đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Điều mà Chúa bảo là coi chừng nha. Này nha, những người từ Đông, Tây, Nam, Bắc vào nước trời trước các con, còn con cái trong nhà bị loại ra ngoài. Vì Chúa nói, tôi chưa thấy ai có lòng tin. Những người mà con cái Chúa, những người Israel, những người đạo đó, chưa thấy ai có lòng tin mạnh bằng cái ông ngoại đạo này. Chúa nói với người phụ nữ ngoại đạo, lòng tin của con cứu chữa con. Chúa dạy đi về bình an. Cho nên anh chị em đưa những người sống đời chứng nhân, họ là những người không công giáo, họ là những người tôn giáo bạn, biết đâu lại làm cho chúng ta bừng tỉnh lên. Ồ thì ra, cẩn thận nha, coi chừng trong nhà bị loại ra đó nha. Mà tôi thấy Chúa nói câu này hơi mạnh, mà chúng tôi hơi nhột lắm chứ không phải hơi. Đĩ điếm, thu thuế, tội lỗi vào nước trời trước các ông, những luật sĩ, kinh sư, biệt phái. Ngày hôm nay mà Chúa nói câu đó chắc chắn là cũng bị treo thập giá nữa đấy, chẳng đùa. Sẽ bị chính những người mà có chức có quyền lại nói là Chúa phạm thượng, dám mã lị họ như vậy. Của đâu mà như thế? Nhưng mà tại vì những con người không phải là vì họ tội lỗi mà họ được vào nước trời, không phải họ đã đĩ điếm họ vào nước trời, nhưng họ là những con người như thế mà họ hối cải, họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì họ được cứu độ. Tội con đã được tha. Họ được cứu độ là vì họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mà những người luật sĩ biệt phái, họ không tin vào Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót. Họ chỉ tin vào họ thôi, tin vào sự hiểu biết, tin vào học hỏi của họ, tin vào bằng cấp học vị, tin vào cái đạo đức cá nhân của họ, tin vào những việc họ làm, họ hãnh diện về những việc đạo đức đó. Cho nên sống đời chứng nhân hôm nay xin phép được giới thiệu với anh chị em những nhân vật chưa phải ở Việt Nam, để cho anh chị em phải sốt ruột và bảo cái ông cha Long này, ông dám đưa người nước ngoài về mà không chịu, dám ông bảo là bụt nhà không thiêng hay sao, hay là ông thích đồ ngoại hay sao. Không phải tôi thích đồ ngoại đâu thưa anh chị em, nhưng mà đây là những người mà gửi đến cho chúng tôi. Ai gửi như thế nào thì chúng tôi cống hiến anh chị em như thế đó. Và hôm nay thì cũng xin phép được giới thiệu với anh chị em một món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là sống đời chứng nhân đây này. Sống đời chứng nhân đây. Vì nhiều người đã xin chúng tôi những cái máy này để đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người ngoại đạo, cho những người vùng sâu vùng xa, cho những người dân tộc. Và đặc biệt hơn nữa là có những người ngoại đạo xin máy để đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người công giáo. Không những cho người ngoại đạo mà còn cho người công giáo nữa. Giới thiệu với anh chị em, máy 200 bài giảng lòng Chúa thương xót mới nhất mới phát hành đầu tháng 7 năm 2021. Có lời Chúa mỗi ngày, tản mạn cuối tuần, sống đúng sống đẹp và chuyện đạo chuyện đời. 4 tiết mục này. Lời Chúa sống đúng sống đẹp chúng ta nghe mỗi ngày. Tản mạn cuối tuần chúng ta nghe thứ bảy. Xin lỗi, lời Chúa mỗi ngày và chuyện đạo chuyện đời ta nghe mỗi ngày, xen kẽ vào những bài hát. Tản mạn cuối tuần nghe vào chiều thứ bảy, và sống đúng sống đẹp chúng ta có thể nghe vào Chủ nhật. Lời Chúa là mỗi ngày và được minh họa bằng những sống đúng sống đẹp, bằng tản mạn cuối tuần, bằng chuyện đạo chuyện đời. Đó là chuyện của các thánh, trong đó có thánh tử đạo Việt Nam. Và tại sao các thánh nên thánh được mà tôi không nên thánh được? Tại sao ông kia bà nọ nên thánh được mà tôi không nên thánh được? Muốn nên thánh thì tôi phải sống đời chứng nhân. Bây giờ mà anh chị em gặp một nhân vật đầu tiên mà chúng tôi mới nhận được gửi ngày hôm qua. Đó là Keanu Reeves, một nhân cách. Keanu Reeves, anh bị cha bỏ rơi khi mới 3 tuổi.
và anh lớn lên với ba người cha kế khác nhau. Anh mắc chứng khó đọc. Giấc mơ trở thành cầu thủ khúc côn cầu của anh đã tan tành vì một tai nạn nghiêm trọng đã xảy đến với anh. Con gái của anh đã chết khi mới sinh. Vợ anh ấy chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Người bạn thân nhất của anh là River Phoenix đã chết vì dùng thuốc quá liều. Và em gái của anh thì bị bệnh bạch cầu. Nào, anh em thử ngồi tính coi. Muốn so đo, so bì thì coi. Mình với anh này, ai khổ hơn ai? Anh nhiều thánh giá hơn ai? Chúng ta hay cứ nhìn lên rồi nói rằng là sao mà đời con khổ thế này. Nhưng mà quên là nhìn xuống cũng thấy biết bao nhiêu người khổ hơn ta. Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì thấy cũng chẳng ai bằng mình. Đây, chuyện có thật. Keanu Reeves, con gái chết khi mới sinh, vợ chết trong vụ tai nạn xe hơi. Bạn thân nhất thì chết vì dùng thuốc quá liều, vợ em gái thì bị bệnh bạch cầu. Còn anh ta thì bị chứng khó đọc và một tai nạn giao thông. Với tất cả những gì đã xảy ra, Keanu Reeves không bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ những người khó khăn. Khi đang quay phim Lake House, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nhân viên trang phục. Một người đã khóc vì sẽ mất nhà nếu không trả được số nợ là 20.000 đô. Và cùng ngày đó, khi nghe được câu chuyện đó thì chính Keanu đã gửi số tiền đó vào tài khoản ngân hàng cho người cần để họ khỏi bị mất nhà. Anh cũng đóng góp các khoản tiền không nhỏ cho các bệnh viện. Năm 2010, vào ngày sinh nhật của mình, thì Keanu đã bước vào một tiệm bánh nướng, mua một chiếc bánh ngọt, cắm một ngọn nến, ăn trước quán và mời cà phê tất cả những người dừng lại nói chuyện với anh. Mừng sinh nhật như vậy, một người là cả tỷ phú ấy thế mà mừng sinh nhật của mình vào một tiệm bánh nướng, mua một cái bánh ngọt, cắm một cái nến, ăn trước quán và mời cà phê những người dừng lại nói chuyện với mình trong ngày sinh nhật. Số tiền khổng lồ mà anh kiếm được từ bộ phim Ma Trận, anh đã chia sẻ hơn 50 triệu đô la cho nhân viên trang phục và nhân viên hiệu ứng đặc biệt. Mà những anh hùng thực sự, như anh gọi họ, họ mới là những anh hùng thực sự. Anh cũng mua tặng mỗi diễn viên đóng thế một chiếc Harley Davidson. Tổng cộng anh đã chi 75 triệu đô la để tặng cho các cộng sự viên của mình. Vì không có họ thì bộ phim anh đóng sẽ không thành công. Có những người đóng phim mình thành công thì chỉ nghĩa là mình là gọi là superstar, siêu sao. Nhưng mà quên rằng là có những người phải đóng thế vai mình. Những người đó mới là đáng tội. Tại vì vai phải nhảy từ trên lầu 3 đi xuống đất, phải nhảy để họ quay thật, cho nó thật là đúng, thật hấp dẫn. Thì chúng ta nhìn những người nhảy như vậy chứ đâu phải họ nhảy, mà là những người thế thân. Ví dụ tôi phải đóng vai là nhảy từ trên nóc nhà thờ Đức Bà xuống. Tôi là nhân vật chính, tôi nhảy nhỡ chỗ tôi bị thương sao tôi đóng tiếp. Thì tôi muốn anh kia, anh Khoa kìa, anh giống giống tôi đó, cũng dạng dạng như vậy. Dĩ nhiên là quay phim họ hóa trang thì sao cũng giống được. Và anh sẽ là phải là người nhảy thật từ trên xuống, dĩ nhiên ở dưới có nệm, nhưng mà sợ chết đi chứ, nhảy không đúng thế gãy chân đấy chứ. Thì có những nhân vật thế thân. Cho nên anh em mình coi phim thấy những cái pha nguy hiểm mà những nhân vật chính họ không có đóng đâu. Quay xa xa, mờ mờ, sáng sáng đèn đèn, và là những người thế thân phải đóng những vai đó. Đôi khi phải đấm sưng mặt lên. Nhưng mà người thế thân họ bị đấm, chứ còn nhân vật chính đứng trong cái nào mà nào an toàn thì họ mới đóng. Thì cái anh này, anh nổi tiếng như vậy, nhưng mà anh biết nghĩ đến những người khác. Nghĩ đến những người mà nếu không có họ thì không có mình. Nếu không có họ thì không có thành công của mình. Những chuyên viên trang phục chẳng hạn, không hóa trang đẹp sao anh đóng vai. Rồi những người làm âm thanh chẳng hạn, người làm ánh sáng chẳng hạn,
Ngay cả ví dụ tôi đang ngồi chia sẻ với anh chị em đây, cũng có bao nhiêu anh em phải âm thầm lặng lẽ, những người ngồi thu âm, lọc tiếng, rồi những người làm hình, những người thu hình, rồi ngồi đấy chắt lọc những từng hình ảnh rồi xử lý vân vân, vất vả lắm. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà mình chỉ biết nghĩ đến cái thành công của mình mà không nghĩ rằng cái thành công của mình đôi khi là phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, có khi cả mạng sống của bao nhiêu người khác nữa không chừng, mồ hôi nước mắt của người khác. Thế nên khi mà mình đứng trên đài vinh quang, khi mình đứng trên đài danh vọng thì đừng quên rằng là cái vinh quang ấy, tôi nói rằng đường vinh quang xây xác quân thù ấy. Nhưng mà không phải xây xác quân thù mà xây bằng mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người cho mình. Phải biết ơn những con người đó. Có những người khi mà thành công rồi thì vinh vang quá. Mình mua cho mình một cái xe cả bao nhiêu là triệu, có khi cả bao nhiêu tỷ. Rồi mua cho mình một cái bóp cả tỷ, mua cho mình một cái giày cả 200-300 triệu, rồi cái đồng hồ cả mấy tỷ vân vân. Mà không bao giờ nghĩ rằng là như cái anh này đây, nghĩ đến những người đã phục vụ cho cái bộ phim của mình hay là cho buổi trình diễn của mình mà trao tặng cho những nhân viên đang phục vụ âm thầm đó. Hiếm lắm thưa anh chị em, hiếm lắm. Ngay cả chúng tôi đi nữa, khi mà làm ở giáo điểm Tin Mừng chẳng hạn, hay đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Ví dụ có lần chúng tôi ra Bắc, đi có 4 ngày làm 12 thánh lễ, mỗi ngày 3 lễ ở 3 nơi, sáng, trưa và tối. Đến là lo giảng, đến lo giảng, rồi chia sẻ, rồi đi, đến lo giảng chia sẻ đi. Thì chúng tôi phải biết rằng biết bao nhiêu cha, biết bao nhiêu anh em đã phải hy sinh để chuẩn bị cho cái đó. Thế không ạ? Những anh em phục vụ vất vả vô cùng. Đến nơi bảo tụi con thức từ đêm qua đến giờ, chờ đến 4 giờ sáng đến giờ đó, chuẩn bị hết cho cha đấy. Biết ơn những anh chị em đó chứ. Hay là những anh em thiện nguyện tí thác vẫn âm thầm, cho tới giờ phút này đây, vẫn âm thầm ra đi và trao tặng những món quà lòng thương xót Chúa, ngoài mì gạo nhu yếu phẩm. Thì những anh em đó sau khi đã được chích ngừa rồi và có trang bị cẩn thận để không bị lây nhiễm rồi, dĩ nhiên là cũng phải phó thác cho Chúa, chứ có khi chích ngừa 3 lần vẫn bị cả nguyên đoàn bác sĩ chích ngừa 2 lần cũng bị nhiễm hết chứ. Đâu phải cứ chích ngừa là không bị, và không phải là không chích ngừa thì là bị. Có người cứ rối lên hỏi, chai cha chích ngừa chưa? Tôi bảo khi nào những người nghèo chích ngừa hết thì tới tôi. Người nghèo họ chưa được chích thì mình cứ lo mình chích, người ta sống ở ngoài, người ta còn sợ gấp mấy lần mình trong đấy 4 bức tường mà. Cứ phải lo là mấy gì nó quá vậy. Phải biết chia sẻ với những người ta, ít nhất là không bằng những vật chất thì bằng cái tâm trạng. Để coi mình không được chích ngừa mình lo như thế nào thì người ngoài họ cũng lo như vậy chứ. Phải không ạ? Đó thì thưa anh chị em, cái người anh em này chúng tôi đang nói đấy, Keanu Reeves đấy, đó là người biết nghĩ đến người khác trong cái thành công của mình. Với nhiều bộ phim ăn khách khác, anh còn bỏ tới 90% tiền lương để thuê các ngôi sao khác đóng phim. Và vào năm 1997, một số tay săn ảnh thậm chí còn bắt gặp anh là đi cà phê sáng với một người đàn ông vô gia cư ở Los Angeles. Nghĩ đi, ngôi sao của những bộ phim nổi tiếng kiếm cả bạc triệu đô la, vậy mà đi ngồi ăn sáng ở lề đường với một người vô gia cư Los Angeles, lắng nghe ông ta và chia sẻ về cuộc sống của ông trong nhiều giờ. Nghe cái ông vô gia cư nghèo kiết xác đó chia sẻ cuộc đời của mình với một người tài tử nổi tiếng giàu có, anh chị em dám làm không? Cùng lắm là thôi ông này cầm ít đi rồi mua gì ăn nhá, tôi đang bận, có phải không? Chứ còn chia sẻ cái thời giờ cho người ta, cái đó khó hơn, cái đó khó hơn. Cho nên có những buổi tối 1-2 giờ sáng vẫn ngồi trả lời những tin nhắn, những email. Có người nhận được thư trả lời nói giờ này cha vẫn còn thức à, bên Việt Nam là 2 giờ sáng rồi. Thôi, mình làm cái công việc mà cho người khác vui là được, cho người khác vui được. Mình ngủ mình cũng thích chứ, thèm ngủ chứ. Vì tôi ngủ chỗ nào cũng được, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Nhưng mà dành cái thời giờ cho anh chị em của mình, họ nhận được họ cảm thấy con an tâm rồi.
hôm mai con đi, con đang ở trong bệnh viện, cả nhà con bị Covid. Trầm thấy họ vui là được rồi. Thế người tài tử này là tuy họ không biết là họ công giáo hay không công giáo, nhưng họ biết chia sẻ thời giờ và lắng nghe người khác. Bây giờ trong thời đời, lúc mà Covid này thì anh chị em ở trong nhà với nhau có chia sẻ được thời giờ và lắng nghe câu chuyện của nhau hay không? Anh à, hôm giờ mấy năm nay là chúng mình cưới nhau rồi mà chưa có lúc nào mà vợ chồng mình ngồi nói chuyện với nhau phải không anh? Đúng đó em. Anh thì bận đi làm ca sáng, em thì đi làm ca tối. Chúng mình trái giờ với nhau. Anh về thì em đi, mà anh đi thì em về. Chẳng bao giờ ngồi với nhau. Bây giờ bên sở của em thì đóng cửa, bên công ty của anh thì là không có mở cửa. Thế thì chúng mình mở lòng ra với nhau được không? Dành thời giờ nói chuyện với nhau. Vì nếu không có dành thời giờ nói chuyện với nhau, riết rồi cuối cùng sẽ xa nhau, không hiểu nhau, rồi đâm ra lạnh cảm với nhau luôn. Nguy hiểm lắm đó, thưa anh chị em. Giống như là mình thử tôi mà một ngày mà không đến với Chúa, mà không lần chuỗi lòng thương xót Chúa, thấy nó khó chịu lắm. Nhưng mà lúc mình bảo thôi hôm nay không làm rồi, cái mai không làm, mốt không làm, không làm quen rồi làm lại đâm lại ngại. Cái đó mới là cái chết. Đó mới là cái chết. Vậy thì cái người đàn ông này dám bỏ thời giờ ra mà ngồi với người vô gia cư mà nghe họ kể câu chuyện, ngồi uống cà phê với họ như là chúng tôi nãy giờ quên uống cà phê. Mời anh chị em cùng thưởng thức đi cà phê. Em à, bây giờ em mới thấy cái tài pha cà phê của em. Hôm giờ anh toàn uống cà phê instant, cà phê pha nhanh, uống nhanh, rồi ăn cũng nhanh, fast food. Tối hôm nay em nấu món gì? Ồ, món canh cua rốc anh biết chưa? Lâu lắm rồi mới nghe lại cái từ canh cua rốc. Chúng mình ngồi, anh giã cua, em lật rau, mình làm canh cua rốc ăn em. Được. Thưa anh chị em, những lúc mà Covid như thế này, thay vì ngồi mà than thân trách phận, than vắn thở dài, thì hãy biến những giây phút bên nhau thành những giây phút mà hồng ân Chúa ban đi. Quý lắm đó. Cảm ơn Covid nha. Không có Covid là tôi mất vợ đó. Thấy không? Ôi Covid, lâu lâu đến chơi nha. Không thôi thì tôi bỏ chồng tôi mất tiêu. Vì không có gặp nhau, không ngồi với nhau, không chia sẻ, không lắng nghe nhau. Và nhất là không có ngồi cầu nguyện chung với nhau. Ước gì nhiều phút này đây anh chị em đang ngồi trước màn hình, anh chị em nghe tôi nói. Tôi nhận được những lá thư anh chị em viết. Chúng mình chia sẻ với nhau những cái tâm tình đó. Và cảm thấy rằng là mình gần gũi được với nhau. Và cảm thấy hai vợ chồng mình, hai đứa chúng mình tối nay nghe thử ông Trà Long ông nói gì được không? Được. À, ra ngồi quán cà phê bây giờ cũng đâu cho uống đâu. Con mình uống buồn chết, tiệm nào đóng cửa hết rồi thôi. Em xuống pha, anh pha cà phê, em pha trà. Hai đứa mình ngồi. Rồi, nghe ông này ông nói rồi. Hôm giờ nghe ông Trà Long biết ông là ai, biết ông lại nhảy láo nhau, cái láo nhéo cái gì đây. Nghe ông thử coi. Đó. Được không? Vợ chồng các anh chị các bạn làm với nhau vậy thì, vì chúng ta sẽ thấy được rằng là hầu hết ngôi sao khi làm từ thiện đều công bố điều này với tất cả các phương tiện truyền thông, có đúng không? Ôi giời ơi, bao nhiêu người ta đi làm thì chẳng sao, mà cứ có người tài tử này, cô ca sĩ này, cậu diễn viên kia làm thì cứ đưa ầm ầm lên, cứ làm như thử là. Còn bảo là nhiệm vụ chúng tôi đâu phải là làm từ thiện. Anh nói sao vậy? Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm từ thiện nếu mình còn là con người. Chứ anh đừng có bảo là anh là ca sĩ, anh là nghệ sĩ, không phải là nhiệm vụ của anh là làm việc từ thiện. Thế thì lúc mà anh hát về tình yêu thương, lúc mà anh đóng kịch hay diễn tuồng về yêu thương, vậy là anh chỉ là làm hình thức thôi à? Trời, vậy mà tôi tưởng nó thật chứ. Ồ, nó trong kịch thế mày. Ôi, ra ngoài đường nó mẹ thằng đó chán lắm. Tiêu rồi. Ôi trời, còn đó, nó nhìn ai phim vậy chứ, hát vậy chứ.
nhà nó ích kỷ như mà tiêu rồi, thế không ạ? Cho nên là anh chị em, mỗi người chúng ta đều có bổn phận phải làm việc từ thiện, và như vậy mình mới là người, chứ không phải tôi là cái này, tôi là cái kia. Trước tiên tôi là người cái đã, và tôi làm cái gì, chứ không phải tôi là cái gì. Tôi là người mà tôi làm ca sĩ, tôi làm diễn viên, tôi làm linh mục, tôi làm là. Còn tôi là người. Cho nên Kinu Rivest chưa bao giờ muốn tuyên bố mình làm việc thiện, vì đạo đức không cho phép và càng không muốn người khác biết đến việc từ thiện của mình. Chứ đừng nói mà việc người ta đã đưa mình để làm từ thiện thì mình không làm, rồi mình lại không có nói năng gì cả thì không thể được phép đó rồi. Đó là càng không được phép. Lẽ ra anh có thể mua mọi thứ, nhưng thay vào đó, mỗi ngày anh đều đứng dậy và chọn một thứ không thể mua được. Đố các bạn biết đó là cái gì? Anh là người rất giàu, rất nổi tiếng. Anh có thể mua được mọi thứ, giống như là mấy người nổi tiếng bây giờ, hôm nay đập cái xe hơi mấy tỷ, hôm nay đập cái nhà mới mấy chục tỷ, hôm nay thì đập cái bóp mới mấy trăm triệu, hôm nay thì đập cái dép mới mấy ngàn đô. Sao mà làm như vậy, để làm cái gì? Tôi chưa nghe, chưa đọc thấy ông ấy đập nhà 20 tỷ để làm bác ái. Làm đi, Covid ta đang nghèo đói gần chết đi, mình không giúp người ta được, thôi mình mua cái gì thì thôi mình cất đi, mình xài mình đi. Đừng có làm những người nghèo tủi thân, phải không? Khi mà tôi đang đói mà tôi đọc cái tin là chị X mua cái bóp da cá sấu 300 triệu để ủng tủ, trong khi đó 300 triệu của chị có thể cứu được biết bao nhiêu gia đình, thì chị nghĩ thế nào hả? Chị X, chị đó, quay người khác cái gì, chị đó chứ còn được, chị cũng nhìn ai, chị nghĩ sao? Thế không ạ? Chị có cảm thấy có tội chứ không phải chị có lỗi nữa. Cái vui của tôi bên cái đau khổ người khác là cái tội. Vậy thì việc trả lại câu hỏi, lẽ ra anh có thể mua mọi thứ, nhưng thay vào đó mỗi ngày anh đều đứng dậy và chọn một thứ không thể mua được, đó là hãy là người không thể mua được. Là người lấy gì mà mua được? Người do Chúa dựng nên mà. Anh mua búp bê được, mua người máy, mua robot được, mua đủ mọi thứ vật chất được, nhưng làm sao anh mua được con người? Hãy là người. Mà là người thì phải có trái tim, mà trái tim ấy phải là biết xót thương thì mới là trái tim con người. Ngày sau soi đá cũng cần có nhau, soi đá còn cần có nhau, thấy không ạ? Mời các bạn nhấp ly nước trà, mình qua câu chuyện thứ hai, sống đời chứng nhân. Biết gì đấy không? Ôi ông cha lòng giàu quá, ông có tiền đô, có trăm đô. Ôi có trăm đô. Không, tôi không nói về chuyện tiền bạc, tôi nói anh chị em, có nhìn thấy hình của ai đấy không ạ? Nè, nhìn thấy hình ai không? Để tôi đọc cho anh chị em tên của người này. Franklin. Cái đồng tiền này thì nó là 100 đô, khoảng 2.340.000 tiền Việt Nam. Khoảng đó. Tôi thích cái đồng tiền này vì trên cái đồng tiền này, ngoài mặt này thì có hình của Franklin, mà chúng tôi sẽ chia sẻ đây là một người sống đời chứng nhân. Nhưng mà mặt sau có một cái này nữa hay hơn.
tôi không thấy đồng tiền nào có. Không phải vì tôi thích tiền đô mà tôi bảo nó có, không phải. Nhưng mà tôi thích cái hàng chữ là In God We Trust. Chúng tôi tin vào Thiên Chúa. Hay là mình nói theo kiểu lòng thương xót Chúa, lạy Chúa, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con tin tưởng vào Chúa, chúng con tín thác vào Chúa. In God we trust. Chữ trust mạnh lắm. Tín thác. Cái đồng tiền mà ghi hàng chữ này sướng không? Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Chúa. Và đây là một người mà sống cái tinh thần tín thác vào Chúa như thế nào? Mời anh chị và các bạn lắng nghe câu chuyện của Benjamin Franklin. Nhiều người thích tập 100 đô la của Mỹ, nhưng có mấy ai tò mò tự hỏi chân dung ở trên cái đồng tiền 100 đô này là của ai? Franklin. Đọc chữ biết là Franklin. Mà một số người đoán có lẽ đó là một vị tổng thống nào đó của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vẫn có nghĩ vậy không? Bảo con đâu có tiền đâu mà con nghĩ. Thì đây cho nhìn lần cho biết. Thực ra đó không phải là chân dung của một tổng thống nào ở Hoa Kỳ, mà là chân dung của một người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ, còn hơn là cả các tổng thống Mỹ nữa. Đó là một vĩ nhân của lịch sử nhân loại, một người đa tài, một người phát minh và sáng chế hàng đầu, một nhà kinh doanh tài ba, một nhà tư tưởng xuất sắc, một chính khách lỗi lạc. Một trong những người cha lập quốc gọi là Founding Fathers và anh hùng dân tộc của Hoa Kỳ. Trong lịch sử nhân loại, khó ai có thể sánh được về tài năng và ảnh hưởng của con người này. Ông Benjamin Franklin. Benjamin Franklin sinh vào ngày 17 tháng Giêng năm 1706 tại Phoenix, Boston. Cha ông là Joseph Franklin, là người làm nến, xà phòng và bán hàng tạp hóa. Còn mẹ ông là người vợ thứ hai của Josiah. Benjamin là con thứ 15 trong 17 người con của cha mình. Gia đình có 17 người con, ông là người con thứ 15. Do việc làm ăn của người cha sa sút, cho nên lên 10 tuổi thì Benjamin buộc phải thôi hẳn việc học ở nhà trường vì không có đủ điều kiện đến trường. Năm 12 tuổi, Ben bắt đầu công việc của một thợ in cho xưởng in của anh trai là James. Do ham học, mặc dù không được đến trường, cậu đọc ngấu nghiến mọi thứ sách báo mà cậu có được ở trong xưởng in của anh trai. Năm 1721, James Franklin lập ra một tờ báo lấy tên là New England Courant. Đây được coi là tờ báo độc lập đầu tiên của xứ sở này. Khi đó, Ben tỏ ý muốn làm một người viết bài cho tờ báo đó, nhưng bị từ chối. Mới học lớp mấy rồi mà. 10 tuổi thì học lớp mấy, lớp 3 là cũng vậy, 3 lớp 4 vậy. Mà rồi viết báo viết thế nào được? Cho nên là cậu nghĩ cái khác. Nếu mà lấy tên của cậu và gửi trực tiếp thì chắc chắn là người ta không bao giờ mà nhận. Cậu bèn gửi bài báo này theo bưu điện và không lấy tên là Benjamin Franklin nữa mà lấy tên là Mrs. Silence Duguid. Mrs. Silence Duguid có vẻ như là tên của một mệnh phụ phu nhân nào đó. Và thật bất ngờ là những bài của cậu đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nó nêu ra những vấn đề xã hội mà rất nhiều thành phần quan tâm. Tuy nhiên, James đã rất khó chịu khi phát hiện ra tác giả của bài viết này chính là cái thằng bắt tì em trai của mình. 17 tuổi, Benjamin bỏ nhà đi tới Philadelphia để tìm việc làm. Những năm sau đó, chàng trai phải vật lộn mưu sinh. Chứng kiến sự trì trệ của xã hội, năm 1727, Franklin lập ra một hội lấy tên là Central, gồm những người thợ và thương nhân hy vọng hoàn thiện chính mình, đồng thời hoàn thiện cộng đồng. Central là những người thợ
và thương nhân, hy vọng là hoàn thiện chính mình và hoàn thiện cộng đồng. Việc xuất hiện của Trento châm ngòi cho phong trào hình thành các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác nhau ở Philadelphia. Một trong những hoạt động quan trọng của Trento là đọc sách. Đọc sách. Để có nhiều sách cho mọi người đọc, Franklin đã lập ra Library Company of Philadelphia, công ty thư viện Philadelphia. Tiền mua sách do các hội viên đóng góp và các đồng độc giả trả phí khi mà họ mượn sách đọc. Công ty này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và là một trong những thư viện lớn nhất thế giới. Năm 1730, Franklin thành lập xưởng in riêng của mình, đồng thời lập ra tờ báo The Pennsylvania Gazette. Tờ báo này nhanh chóng trở thành diễn đàn bàn về việc cải cách xã hội. Với tư cách chủ bút và là người viết những bài quan trọng đề xuất cho những tư tưởng cách mạng, Benjamin Franklin nhanh chóng có được uy tín của một nhà cải cách thông thái. Cùng năm, Franklin nhận là cha của một đứa bé tên William và không cho biết mẹ nó là ai. Ông đã nuôi William cho đến khi người này trưởng thành và được chính ông dàn xếp để làm thống đốc New Jersey, rồi trở thành nhân vật hoàn toàn bất đồng chính kiến với ông. Ông William là người bảo hoàng, trong khi Benjamin Franklin là nhà cải cách. Tháng 9 năm đó, Franklin kết hôn với bà Deborah Reed, người đã từng có hai đời chồng. Sau này họ có với nhau hai người con. Năm 1731, Franklin trở thành một trong những nhà lãnh đạo của Hội Tam Điệp ở Mỹ. Ông bắt đầu viết sách về tôn chỉ và hoạt động của hội này. Năm 1743, ông sáng lập Hội Triết học Mỹ. Trong những năm tháng đó, vốn kiến thức của ông tích lũy được về khoa học và kỹ thuật đã đưa ông lên tầm một nhà khoa học thực thụ. Ông phát hiện ra là có hai loại điện và gọi chúng là điện âm và điện dương. Ông nêu ra nguyên lý bảo toàn điện tích. Ông phân loại được các chất thành dẫn bán điện và các chất cách điện. Nhờ đó đã không gặp nguy hiểm về tính mạng khi thu điện từ các đám mây. Ông là người đầu tiên phát hiện ra sự khác nhau giữa hướng gió trong cơn bão và hướng di chuyển của cơn bão, và điều rất quan trọng đối với dự báo bão. Ông tìm ra nguyên lý làm lạnh bằng hiện tượng bay hơi và đã tạo ra được nhiệt độ âm 14 độ C trong môi trường mùa hè bằng cách cho ether bay hơi. Ông có những sáng chế đi vào lịch sử khoa học kỹ thuật, trong đó có cột thu lôi, kính hai tròng, ống thông tiểu mềm. Năm 1753, Franklin được trao tặng huy chương Copley của Hội Hoàng gia Anh giống như Viện Hàn Lâm Khoa học. Năm 1762, ông được Đại học Oxford trao bằng tiến sĩ danh dự. Trong đời sống xã hội, Franklin cũng đóng góp rất lớn lao. Ông đã lập ra công ty cứu hỏa đầu tiên của Mỹ, thành lập Viện Hàn Lâm Philadelphia, cùng với tiến sĩ Thomas Mons thành lập Bệnh viện Pennsylvania, bệnh viện đầu tiên ở Mỹ. Cuối năm 1740, Franklin bắt đầu các hoạt động với tư cách quan chức chính quyền. Ngoài các chức vụ trong chính quyền thành phố và vùng Pennsylvania, khi đó chưa phải là một bang của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ vì chưa có liên bang, ông còn đảm nhiệm công tác ngoại giao với Anh Quốc và Pháp. Năm 1751, ông được bầu vào Quốc hội Pennsylvania. Rồi năm 1754, ông lãnh đạo phái đoàn Pennsylvania tham dự Đại hội Albany. Từ năm 1757 đến 1762, Franklin sống ở Anh để dành tâm lực cho cuộc đấu tranh chống lại các đặc quyền đặc lợi của một số nhân vật hoàng gia Anh tại Mỹ và đòi quyền lợi kinh tế và chính trị cho các thuộc địa của Anh trên đất Mỹ. Và còn rất nhiều, thưa anh chị em, rất nhiều. Không có giờ để kể hết những cái công cuộc của ông đã làm. Năm 1785, khi trở về Mỹ thì Franklin đã trở thành người có ảnh hưởng thứ hai trên đất nước này chỉ sau George Washington. Những năm tháng cuối đời, ông dành hết tâm sức cho công cuộc giải phóng nô lệ, chủ yếu là người da đen gốc Phi.
Franklin là người duy nhất để lại chữ ký trong cả 4 văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ, trong đó có tuyên ngôn độc lập và hiến pháp. Benjamin Franklin cũng có năng khiếu và tham gia hoạt động nghệ thuật. Ông từng chơi mấy loại nhạc cụ và sáng tác nhạc. Ông là hội viên Hội Nghệ thuật Hoàng gia Anh nhiều năm. 200 năm sau, vào năm 1956, hội này đã lập ra huy chương Benjamin Franklin để trao tặng cho những tài năng nghệ thuật xuất sắc. Kết luận hai cái điểm này để anh chị em nhớ, các bạn nhớ. Về quan điểm tôn giáo, Franklin tin vào Chúa Giêsu. In God we trust. Ông ấy tin vào Chúa Giêsu. Về đức hạnh, cả đời ông luôn giữ vững 13 đức tính: ôn hòa, kín tiếng, ngăn nắp, quyết đoán, tiết kiệm, siêng năng, chân thành, công bằng, điều độ, sạch sẽ, tĩnh tại, giản dị và khiêm tốn. Benjamin Franklin mất ngày 14 tháng 4 năm 1790 tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, có những con người, những vĩ nhân đã sống một cuộc đời trong một gia đình rất nghèo, rất khổ và học hành chẳng được đi đến đâu và bị mọi người coi thường. Thế nhưng với ý chí, với nghị lực, đã quyết tâm. Đừng bảo rằng ông là thiên tài có nghĩa là ông không có làm gì, cứ trời phú cho ông làm được hết mọi chuyện. Người ta bảo rằng thiên tài là người mà nỗ lực đến 90%, 10% mới là trời phú. Mà nếu bảo rằng tôi là thiên tài mà tôi không tập tành gì cả thì tôi cũng chỉ là người thiên tài chứ không phải thiên tài. Là những người làm khổ cho người khác. Vì cứ cho rằng mình là thiên tài mà chả chịu làm gì để phục vụ người khác. Đó gọi là thiên tai chứ không phải là thiên tài. Còn đây, ông là một người mà dấn thân cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc, cho nhân loại, cho con người. Trong nhiều lĩnh vực như vậy, nhưng mà vẫn giữ được lòng tin vào Chúa Giêsu. Vì có những người có tài, rồi những người làm được nhiều việc lớn lao, họ đâm họ cao ngạo, họ ỷ vào sức của mình, cho rằng mình có được cái đó chứ không phải bởi quyền phép, quyền năng, lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai là một người có tài, có chức, có danh như thế mà vẫn giữ được 13 đức tính: ôn hòa, giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm, chân thành, công bằng, điều độ. Thưa anh chị em và các bạn, đó không phải là những người sống đời chứng nhân đó sao? Họ đã qua đi rồi, họ đã chết rồi, nhưng họ vẫn để lại tiếng thơm cho cuộc đời này. Mặc dù lúc sống họ không nghĩ rằng họ làm như thế để lại tiếng thơm. Có những người lúc còn sống cứ muốn để lại tiếng thơm, cuối cùng chẳng có gì thơm cả. Vì khi mình muốn để lại tiếng thơm thì hết thơm rồi. Còn những người mà vô danh tiểu tốt, cống hiến hết mình, hết sức, hết tâm cho cuộc đời, cho con người thì tiếng thơm còn mãi. Mến chúc anh chị em và các bạn, trong ngày thứ sáu hôm nay, ngày của lòng thương xót Chúa, anh chị em và các bạn, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu và với hai câu chuyện của hai người mà chúng ta vừa mới nghe đây, xin cho mỗi người chúng ta rút ra được cái gì cho chính bản thân mình để chúng ta sống lòng Chúa thương xót, xứng đáng là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Amen.